Dạ vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh trang sức AQ của mình. Trên tay mình đây là một mẫu mặt dây chuyền được làm từ đá mắt hổ vàng lâu. Đấy, các bạn nhìn này, chất liệu đá mắt hổ vàng lâu rất đẹp nhé. Và bên mình đã lên móc lên mặt dây chuyền luôn rồi. Thì đá mắt hổ vàng lâu, các bạn nhìn này, chất vàng lâu cực đẹp luôn và có ánh kim này. Đấy. Bạn nào có nhu cầu mua những mặt dây chuyền đá mắt hổ vàng lâu hay là muốn chế tác những cái mặt dây chuyền theo kích thước yêu cầu hoặc là theo yêu cầu của các bạn có thể liên hệ với bên mình nhé. Bên mình là một xưởng mài đá lâu năm, bên mình là nhận gia công và chế tác những cái sản phẩm từ đá phong thủy tự nhiên 100%. Đấy. Đây là sản phẩm đá mắt hổ vàng lâu của bên mình mài và đánh bóng thủ công 100%. Đấy. Ngoài việc là nhận chế tác những sản phẩm từ đá phong thủy thì bên mình còn cung cấp các dòng máy hỗ trợ trong việc liên quan đến chế tác ngành đá của chúng ta nhé. Các bạn thì có nhu cầu mua máy các bạn có thể liên hệ đến mình. Thì bên mình sau khi mua máy thì mình sẽ hỗ trợ các bạn tất cả những cái kỹ thuật cũng như là bàn giao cái công nghệ để làm sao các bạn mua máy bên mình về để mình sử dụng được làm ra những cái sản phẩm bóng đẹp như bên mình. Đấy, bên mình đang quay này. Đấy. Đấy, vâng, video của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Mình xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.